Vâng, xin chào tất cả các bạn đang có mặt trước màn ảnh của Pew Pew. Chúng ta cùng đến với trận đấu thứ 3 của ngày thi đấu thứ 2, trận đấu giữa Na'Vi gặp Rockets trong khuôn khổ bảng B. Lúc này nếu như Na'Vi giành được chiến thắng với Rockets thì họ sẽ chắc chắn có thể vào được nhánh thắng, còn Rockets sẽ phải xuống nhánh thua. Đấy là nếu. Đấy chỉ là nếu thôi phải không ạ? Na'Vi sẽ phải try hard. Cái điều đó là điều chắc chắn. Reserve time. Vâng, Dazzle Lycan đã bị bên phía Na'Vi ban ra, trong khi đấy thì đó Rockets đã bên Naga. Vâng, Naga của Dandy rất là bá. Reserve time. Na'Vi's turn. Bad right. Vâng, Ember rồi. Ember nó chắc là vâng, riêng Ember thì cho Na'Vi thì rất là khó đoán là ai đánh. Dandy cũng đánh con này, Hervos cũng đánh con này, Funnick cũng đánh con này. Riêng Na'Vi dùng con Ember thì ba vị trí đều dùng con này được. Nếu như bên phía Rockets có hai lượt pick liền nhau, rất có thể nó sẽ pick những hero theo kiểu là combo được, ví dụ như là Rook vừa Central offland vào bên luôn. Không phải như vậy, họ lại quyết định pick vừa sập vừa offland, vừa bên vừa bên vào combat, chắc chỉ ngủ mỗi ấy. Seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Vâng, lượt pick tiếp theo của Ember sẽ là gì đây? Reserve time. Na'Vi's turn to ban. Với Ember, chắc các bạn đã nhìn thấy A với Ember của Na'Vi rồi. Chúng ta biết được là nếu như bên phía Na'Vi họ có tiếp tục thêm những hero khả năng tăng cờ nữa thì con Ember này thoải mái đứng chém cùng với A tung ulti. Timber cũng đã bị loại ra rồi. Mirana cũng vậy, những hero offland. Thật ra thì Mirana hoàn toàn có thể đi farm với bên, bởi vì bên với Mirana rất là dễ combo. Reserve time. Yeah.
team ban. Weaver Mirana. Weaver Mirana bị ban ra. Mình chưa hiểu lắm, Centaur chắc chắn đi off rồi mà Weaver dạy đi lên trip thì không được khỏe lắm. Reserve time. Trong khi đó thì Rockets loại bỏ Timbersaw. Vâng, Timbersaw mà lại tiếp tục loại bỏ thì xem nào. Bên phía Navi họ có thể sẽ pick, trận này có thể là pick những Hero of Land giống như kiểu là Windrunner hay là kể cả là Clockworks, để có thể gọi là thêm một chút disable trong combat, hay là kiểu như có một cái gì đó với ban Clockworks rồi. Những hero mà sẽ lao lên phía trước khoảng Shackle cố định để cho Ember đánh, những hero kiểu như cố định combat để cho Ember chém. Rockets đã có cho mình Luna. Radiant team pick. Navi's turn to pick. Park cho Dandy rồi. Park cho Dandy hoặc là Phoenix. Nói chung là cái đội hình của Navi bây giờ rất là khó đoán. Họ có nhiều vị trí và đánh được nhiều con nên là rất là khó đoán. Park có thể đi offline và phản ứng hôm nọ chúng ta cũng thấy rồi. Trong khi đó thì Abaddon được pick cho bên phía Rockets. Mình chưa bật mic in game mà phải không? Mình mở mic in game rồi mà. Vâng, Abaddon phía Navi vẫn có hero combat rồi, có hero định hình combat rồi, nhưng có vẻ như chưa có tăng cờ lắm. Ascend King chăng, họ đánh cũng rất là tuyệt vời. Radiant team ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Navi's turn to ban. Gì em ơi? Vâng, Navi đã có cho mình Kuroki Rubik rồi. Gì em ơi? Tại sao em nhìn thấy không có lịch WPC hôm nay nhỉ? Có mà. Hôm nay làm gì có, hôm nay 18 đúng không? 18 tháng 4 chỉ có toàn đấy thôi.
đâu hôm nay 18 tháng 4 em nhìn vào xem. Màu vàng cái này, Tông Phu HGT này, Tông Phu với Six này. Rồi. À nhìn chưa? Rồi. 16 giờ á, bây giờ đã 16 giờ rưỡi rồi. Ừ thì tí 5 giờ chưa có pass, khi nào có pass, cái này nó hay delay lắm, cứ đến sát giờ mới có pass cơ. À đây rồi, có pass rồi. Ok. Bây giờ có chuẩn bị có pass đây rồi. Đây anh ném em vào group luôn, ok. Ok. Ừ. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Viper. Ờ, Viper được pick cho bên phía Rockets rồi. Một tăng cờ nữa cho Navi. Mình sẽ phải chạy đây 5 phút có việc, mong các bạn thông cảm. Rất là nhanh chóng mình sẽ quay trở lại. Fuck. Reserve time 10 seconds remaining. Radiant team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Prepare for battle. Seconds to battle. The battle begins.
Rồi, à, quay trở lại rồi, 2 phút. Chưa đến 5 phút. Sorry các bạn. À, chúng ta sẽ cùng vào trận đấu này. À, có chút chuyện đột xuất nên là không thể ngừng được. Ở phía trên top, người đi solo lane là Phanix và cầm Ember. Ember đi lane này thì có thể farm được với skill 3 của mình, farm rừng hoặc là ra lane hit level. Chứ đi lane solo mà solo với lane 3 chắc không làm gì được. Solo lane 3 chắc phải max skill 2 để nhảy chém hit level. Ở dưới bot Hovos đang cầm Spectre và farm khá tốt với 14 last hit, khác hẳn so với Luna chỉ có 3 last hit, mặc dù là tay dài và có cả đem to luôn. Mà Luna gần như không farm được. May quá chưa có first blood xảy ra. À, Daddy. Daddy hổ báo một pha ngủ lại rồi. Chắc chắn là như vậy. Fast silent và bay đi của Daddy rất nhanh tay. 2-1 nhưng Daddy đang thể hiện được cái sự ổn định trong vị trí chơi của mình. Lúc này một nhấc không, vâng, bây giờ mới cầu fit có phải hơi muộn. Vinh vẫn có first blood với pha giật set vừa rồi của Rubik, có vẻ như là sẽ double kill luôn chứ không chỉ là first blood. Double kill luôn chứ không chỉ là first blood cho Rubik. Một vài Poppy trong tình huống vừa rồi đáng lẽ ra là có thể là câu fit sớm hơn, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, theo mình nghĩ là như vậy. Khi mà Rubik nhấc lên, anh thả xuống rồi chạy một lúc thì Poppy mới câu fit. Đấy là cái điều hơi khó hiểu. Có được giày phây rồi. Lúc này thì Luna đã thọt này còn thọt hơn. Mặc dù tay dài đi với một hero babysitter rất tốt, đó là Abaddon. Nhưng Luna lại không farm được so với một Hervos đầy kinh nghiệm và cầm hero. Dạo gần đây thì có vẻ như là anh ấy đánh spec quay trở lại đánh nhiều hơn. Trước đây thì anh cũng có đánh nhưng mà hiếm. Trước đây thì auto là máy bay và Nyx. Họ rất là muốn lên nhánh thắng. Mình nghĩ là như vậy. Ở giải playoff lần này rơi xuống nhánh thua cũng không khác gì cửa tử là mấy, bởi vì xuống nhánh thua cũng có những team rất là chất lượng. Có thể ở đây đó là Empire, có thể là EG hay là IGDK, những cái tên như vậy. Rồi thì là ngoài Rockets và MVP Phoenix ra thì phần còn lại phải rơi trong nhánh thua đều nguy hiểm cả. Một UT và một buff đem. Không có mana để có thể câu fit trong tình huống vừa rồi, rất đáng tiếc. Nếu như có mana để câu fit trong tình huống vừa rồi, mọi thứ có vẻ như đã khác đi. UT lên của Sentinel và muốn giết bằng được người đã ăn cái double kill. Sự trả thù ngọt ngào, trong khi đó thì Hervos rất tự tin. Hervos, đó là rune regeneration. Một pha ngủ phá rune rồi. Không phải phá được. Một pha dagger đuổi theo rất dũng mãnh như một con hổ, nhưng có lẽ là không đủ. Vẫn đuổi. Một pha hồi máu vẫn đuổi. Hervos rất tự tin. Một beam vào đầu, có vẻ như là tự tin hơi thái quá. Vâng, dagger rồi một beam. Vâng, rất đơn giản trong tình huống vừa rồi. Hervos đã quá tự tin trong tình huống vừa rồi. Một con hổ dũng mãnh đôi khi sẽ bị bốn thằng thợ săn nó quay cho và giết ngược. Ulti đẹp của Dandy pha dồn lên của Phanix.
Vâng, chém chói không thành công, còn ít máu nữa thôi. Lại lần nữa thì Go Black thể hiện được cái sự khó chịu của mình, một pha đổi ngủ. Lại là đổi ngủ. Hai bên đổi ngủ cho nhau để chạy. Vâng, Dandy đang không có được cho mình cái lượng mana và lượng máu tốt, anh ấy nên cẩn thận. Thay vì là bên ở đây có một ngủ, một ngủ trong vòng có lẽ còn lâu nữa không có mana. Nhìn mana cao như vậy nhưng khi ấn vào thì mới chỉ có 133 thôi. Đã sạc bình rồi. Spec đã lên top để farm. Đáng lẽ ra Spec đã rất xanh nhưng rồi thì Spec lại không xanh nữa. Pha bắp đem của Puppy. Dồn xuống là solo với Viper. Hai thằng support này quá mỏng manh. Vâng, Dũng mãnh lao lên. Bây giờ thì một ngủ lại. Vừa có một pha ném ra phía sau bình tĩnh của Kuroki để cứu A, nhưng mạng của anh ấy thì không giữ nổi. Ba đều rồi. Ba đều rồi. Và Phoenix phạm rừng cũng gần chết. Spec của Havos vẫn đang có cho mình được cái giày phây mà thôi. Luna đang farm lại. Luna đang farm lại rất là xa so với những hero farm tốt được như Centaur hay Phoenix. Xin lỗi các bạn, hay là Centaur hay là Puck của Dandy. Thật ra thì đi land trip lúc nào cũng vậy. Carry đi land trip thì sẽ hơi thốn tí xíu so với việc là solo farm. Cái điều đó là điều dễ hiểu thôi. Rubik chạy lên rất cao thì hôm vừa rồi mong muốn có một cái nhấc, rất đáng tiếc điều đó không thể ra. Ember với bot sẽ không sao. Có lẽ là trận đấu này sẽ kéo lết rồi. Spec và Luna, hai bên muốn ganh nhau nhưng cả hai bên đều có những babysitter rất khó chịu. Và chém chói. Hơi Phoenix rất tự tin. Phoenix bây giờ là ulti của Centaur để làm slow. Phoenix vẫn chưa chết. Spec xuất hiện. Chết rồi. What? Rất tập. Né stun. Và Spec của Hồ xanh xuống. Cắt. Vừa rồi pha giết mạng. Na'Vi phối hợp với nhau quá đẹp trong tình huống vừa rồi. Trên cả tuyệt vời. Đó là sự hoàn hảo. Timing cực kỳ chuẩn xác. Có những điều vô cùng khó hiểu nhưng lại rất hợp lý cho lối đánh của Na'Vi. Một pha dagger xa của Havos. Quay lại đầy máu đầy mana. Lần này không ai farm. Không ai farm lên mid để cả, chắc là đi ra farm mid thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Vâng, Luna sẽ tìm lên nào mà chống thì ra farm ngay. Đối đầu với Dandy, Park có lẽ là sẽ cũng không đến nỗi nguy hiểm. Thật sự là tuyệt vời. Liệu có ngủ hay không? Thật ra thì hơi khó bởi vì nếu như đi lên cho tình huống vừa rồi mà có smoker thì còn hại hên xui ta. Có OT trong vòng 20 giây. 18 giây. 17 giây. 14. OT lên còn xem sao. Blink lên đổi máu một beam. Mạng của Spec. Trong tình huống vừa rồi thì cái sự nhẫn nhịn của 633 đã được đền đáp xứng đáng.
Viper vẫn free farm, anh ấy sẽ lên mechanism. Park có một nửa cái blink dagger. Em mở clone hết và sẽ xuống bot để farm tiếp, chắc chắn là như vậy rồi. Poppy vẫn chưa có level 6, chưa thể combo được. A thì có lẽ là mạnh nhất là cái ulti, cái dị dạng nhất là cái ulti. Ulti của A với Necro lại cực kỳ là khó chịu. Trước đây trong PUBG mình đã từng đánh một trận team mình có Huska, Necrolite và AA, ba thằng Trung Quốc đi cày rank. Thật sự thì gần như là team địch chỉ biết đứng trong trụ. Trận đấy hình như mình chơi chen em trên chat gì ấy, nhưng mà mình cũng chẳng phải làm gì, gần như là không phải làm gì cả, chỉ đi đẩy trụ. Huska bay vào, vâng, có Lunes rất tởm. Chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát, vẫn không sống được. Killing spell, tên là Center, cướp ulti đến từ Rubik mà ulti cho Ember chạy, quá ghê, quá hay. Luna vẫn free farm, có bàn tay vàng rồi. Hervos đang nghèo dần đi, vâng, Hervos chắc chắn là sẽ đang nghèo dần đi rồi khi mà xanh early nhưng chết hai mạng và không lên đồ farm. Một blink, một beam đổi máu. Bốc hơi, bốc hơi như nước sôi. Rockets làm cho Boss không kịp ngáp được tình huống vừa rồi, quá tuyệt vời luôn. Hợp Boss chắc buông chuột. Trong tình huống vừa rồi chắc buông chuột, cái điệu của Hợp Boss mình lại vẫn nhớ. Theo kiểu đưa tay lên gãi đầu, xong rồi ưỡn ngực về phía trước, không hiểu chuyện gì xảy ra cả, nhún vai. Buông chuột. Thật sự thì không muốn đánh à. Trong khi đó thì Phoenix ulti đến từ bên. Úi giời ơi, lấy gì để mà chạy đây? Vẫn có mấy nhịp dùng skill mà không dùng ulti ra quá. Không được rồi, ulti. Một pha blink đổi máu quá hay và stun tuyệt vời lên Cicedon. Hervos. Nhiều khi Hervos mình cũng không hiểu là Hervos định làm gì. Cũng giống như pha Phoenix vậy, nhưng mà sau đấy thì mình còn hiểu được là Phoenix đã hiểu ý đồng đội, nhưng mà nhiều khi còn riêng Hervos thì phải vài ngày sau mình nghiên cứu lại, mình cũng chưa hiểu Hervos định làm gì. Có power cheat và bàn tay vàng rồi. Ulti ra của chính xác. Wow, không kịp ngáp, cũng là một tình huống như vậy. Các carry liên tục chết, một pha chém chói không thành công khi bên đã rút rất sâu ra phía sau. Những trận đấu đỉnh cao khi các tay chơi đều có những pha combo giết carry. Thật sự nếu như là một tay chơi, nếu đây là trận đấu PUBG thì chắc là trận đấu này ở team nào carry bị chết nhiều như vậy chắc chửi òm bùi tỏi ấy. Pha smoke vòng sau, 2-5. Viper của solo và Sidon silent chói lại ulti của A, té ngay trước khi quá muộn. Đợi cho trụ thấp máu xuống nữa để còn deny. Được rồi, deny được rồi. Trong khi đó thì Hervos cũng có được Vanguard rồi. 20 phút, gần 20 phút mới có Vanguard. 16-17 phút. Go per minute của Hervos giờ là 207 so với 302 của Luna. Luna lên cái gì đấy? What the f... Tại sao? Why? Tại sao lại lên đồ như vậy? Thật ra thì lên đồ như thế này thì trước đây mình chơi PUBG mình cũng có lên. Nhưng... Một pha ulti của bay ra.
chém chói không thành công. Ulti của Spike. Spike định làm gì? Sento đã xuất hiện rồi. Sento ulti chạy. Ui dồi ôi, tất cả bỏ chạy, tất cả bỏ chạy. Thật ra pha chém chói của Phoenix là fail, không thành công. Anh ấn chói trước anh khi mà anh ấn nhảy. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Kinh dị vãi trưởng em ơi. Em lên mom, lại là ulti của A. Ơ, Dandy không hiểu Dandy định làm gì. Dandy quả đấy định combo nhưng mà thấy nhiều máu quá này thôi, cam vẫn này thôi khỏi combo. Thật ra combo của đấy cũng chẳng giết được ai cả. Đã check rune, đã check rune. Rune bot rồi. Rune bot rồi, rune bot rồi. Radiant's top tower is under attack. Havos vẫn còn rất nghèo. Rất nghèo. Rubik xuất hiện phía dưới bot, có ulti của Sentao. Lại là chém chói không thành công của Phoenix. Nên nhớ rằng bên có ulti. Sentao đổi máu thì chết được, phải có thêm đem. Thêm đem núp. Đấy biết ngay rồi. Có thêm đem núp cái gọi người ngay. Viper xuất hiện này kìa. Thôi miss. Miss thôi, bỏ. Miss cái thôi bỏ luôn. Luna đang rất giàu. Từ một vị trí là người fit và không farm được, anh lúc này đã dẫn nhì bảng farm rồi, 350 ngang với Dandy. Network cũng đuổi theo được cả Viper rồi. Dandy có ulti. Dandy có Dream Coi. Chém chói thành công, cả hai người dồn đem Silent. Thôi xong. Chạy vào nồi. Bằng Dream Coi. Tên là Dream Coi luôn. Luna sẽ push mid, đã có power chip. Ulti nhỏ của á. Vỡ mồm. Viper vẫn là người đang trụ. Mặc dù là dẫn mạng, ba mạng, nhưng mà Rocket sẽ dẫn tiền gần 1000. Go Black có mắt đây, cắm đúng cái mắt đây để nhìn Spec. Rất tỉnh, Spec đi về luôn. Rất tỉnh. Tỉnh táo tàu trong tình huống vừa rồi. Vâng, Spec sẽ lên phản đem. Sẽ lên phản đem sớm đấy nhỉ. Thường mình nghĩ là trận đấu này nếu như Spec để cho Na'Vi đi đánh nhau và họ lên Radiant sau cái Vanguard được, nhưng mà lên phản đem như thế này thì phản đem này thì để phải đi đánh nhau. Còn lên Radiant thì phải đi farm, nhưng mà lên Radiant nó sẽ đảm bảo cái lượng farm tốt hơn. Rubik dùng skill cho có trước khi bị mất, biết ngay mà. Bên đã có thể mana rồi, Sentao lên được một cái đang có double damage, có Viper. Luna sẽ lên Manta. Havos rất cẩn thận, anh thấy miss O. Đã có giáp phản cho Havos. Ulti của A bay đâu này? À check Asian. Check Asian. Không được. Viper sắp có trượng xanh rồi. 1000 nữa Viper trượng xanh, spam thẳng vào đầu của Havos. Cho Havos chạy vào nồi. Tổ chức push bot cho bên phía Rockets.
Không có ai sẽ xuống ai def, mình cảm thấy là như vậy. Khi mà họ đang bị thiệt, Park xuất hiện chỉ là cho vui thôi. Mình nghĩ là một mình Park chẳng làm gì được cả. Trụ vẫn đổ rồi. Ulti đến từ bên để giữ chân Phoenix. Và ulti của Luna luôn. Một pha stun. Ui giời. Không kịp ngáp. Park định làm gì đây? Một pha deny thần thánh. Một pha deny thần thánh. Mình cảm thấy có điều đó chuẩn bị xảy ra. Mình cảm thấy điều đó chuẩn bị xảy ra. Chúng ta cùng chờ đợi con Tele. Ơ kìa. Vâng. Park của Dende miss kill tình huống vừa rồi. Bây giờ thì ulti ra của A cũng đã đủ để kết thúc được Viper trong tình huống vừa rồi. Vâng, miss kill. Hết Phoenix rồi đến Dende miss kill. Bị kẹt nút, Bị kẹt phím. Kẹt bàn phím. Đã đi nai được chủ. Hermos có thêm 1.000 tiền. Trong khi đó thì Luna đã lên được cái All Club để lên BKB. Radiant's middle tower is under attack. Lượng vàng chênh lệch lúc này cũng là 2.000 game bên phía Rockets. Tôi đã nhìn thấy cái trượng xanh của Viper được một nửa rồi. Chém chó thành công, dồn đèm. Trong khi đó ở phía sau pha silent của Dende. Chạy né stun rất khó chịu, cướp được ulti của Viper dùng ngược lại vào bên, một pha chói xa. Vâng, ulti ra của có một pha ngủ rất hay trong tình huống vừa rồi, nhưng cái Dream Coin cũng không thể giúp ích. Vâng, bên vẫn chết bởi vì ulti của A chứ không phải là cái Dream Coin. Và chưa giúp ích được gì nhiều. Lại là miss kill. Ok. Phoenix miss kill 2 lần liên tục rồi. Có Viper ở đây làm sao để giết? Khó chịu. Nên nhớ rằng spec cũng vẫn đang rất là farm ổn định, 1.800 tiền rồi. Luna thì vì chết cái quả vừa rồi nên là lại phải farm lại chút xíu. Lại mid skill. Phoenix. Bây giờ thì chém lại không có chói. Một pha smoke đi ra phía sau, không có Luna ở đây. Luna đã tìm đến đồng đội của mình. Mid game rồi, nguy hiểm quá, tốt nhất là không nên đi lẻ. Puppy đã tung ulti. Vâng, ulti của Puppy bay ra một địa điểm không có số hoặc là đường mới chưa kịp lắp số. Hervos đã chạy đi, tỉnh táo level max luôn. Mặc dù đang smoke cho Rockets, rất tỉnh táo. Rất tỉnh táo. Rockets cũng đã ghê nhưng mà Na'Vi có vẻ như là họ tỉnh hơn trong tình huống vừa rồi. Dire's middle tower is under attack. A tung ulti, A tung ulti. Chuẩn luôn. Không được rồi, miss tí xíu. Rất đáng tiếc. Rất nhiều tele. Chúng ta cùng xem chém chói nào. Vâng, chính xác. Chạy về ngay. Ơ nhưng mà lại dùng phá cả Phoenix. Anh ấy chạy được rồi, Dream Coin đến từ Park rồi. Một pha nhấp lên của Kuroki nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Một pha ulti của Spec liệu có thể giải quyết được vấn đề gì không? Không.
Spy mở lên thì chẳng ai cũng có vấn đề gì cả. Máu khờ như không mất, trong khi đó thì Go Black mất máu thì lại có ulti. Phanic. Đáng lẽ anh ấy định bay về cái bóng này này, anh ấy để một cái bóng ở đằng sau mình nhìn thấy rồi, nhưng tại sao lại anh ấy lại bay lại cái bóng ở đây? Nó bay về đây rồi lại bay. Lỗi nhịp trong tình huống vừa rồi. Và dồn đem chém chói thành công, bắt đầu ghê rồi. Vâng, đây rồi, liệu có làm được gì hay không? Một pha stun ngủ lại từ bên rồi, liệu có làm gì được không? Ulti ra của Luna mới nhảy chém chói. Ui sổi, thôi Phanic. Double kill. Vâng, Silent, núp đem, không chết, Mecha được mở lên. Thôi rồi, Lượm ơi, thôi rồi, Daddy ơi. Một pha ulti, né của ulti của Viper. Một pha dagger bay vào, như đúng rồi của Havoc. Một mình Havoc cần tìm có chú tránh ra. Thôi rồi, xong, mở Blade Mail, thằng nào cản anh. Trong khi đó, bắt ở đây còn tí máu nữa, ai đó làm gì đi. Không chết, Luna đã nằm xuống rồi. Ulti ra của A, không ổn tí nào, Havoc. Quá ghê. Rockets phối hợp với nhau quá ghê, quá tuyệt vời luôn, thật sự là hoàn hảo, thiếu chút xíu nữa là trên mức hoàn hảo luôn nếu như mà Luna không chết. Một chút máu nhưng họ ra vào phối hợp với nhau. À đã deny chủ 16-12, mặc dù vẫn dẫn 4 mạng nhưng lượng vàng chênh lệch thì Rockets vẫn dẫn 2.000. Havoc liên tục có những pha một mình cân team rất đáng tiếc là không thành công. Anh gần có Radiance, anh gần có cái cục Scary Lick thì anh lại chết. Gần có được 3.800 thì anh lại lao ra anh chết. Thế là lại xuống còn có 3.500. Mình nghĩ trong tình huống vừa rồi là được 3.800 rồi. Đợi đi farm lại. Thật sự thì Abaddon và bên quá khó chịu. Họ cứ disable rồi họ hồi máu cho nhau rồi. Không giết được ai cả. Radiant's middle tower has been denied. Viper đi này trụ mít. Viper quá xanh. Viper giờ lên Butterfly nên thật sự một mình Viper vào bắn chắc không ai cản được, kể cả là Spec tại thời điểm này. Vâng, Park đã có hack rồi. Nói chung là Dandy thì trận này anh chơi ở mức ổn định thôi, chứ chưa có nhiều những pha. Trận đấu này mà nói nếu mà nói về hay, mình nghĩ rằng là Kuroki là người đang cố gắng. Còn phía bên kia thì họ rất là đồng đều, tất cả 5 người ở bên phía Rockets. Luna mặc dù thọt farm rất bình tĩnh, chọn vị trí hợp lý để farm lại. Đấy là cái hại. Còn Abaddon không biết cứu bao nhiêu lần, Sentau di chuyển hợp lý, ulti chuẩn, những thời điểm nhạy cảm, những pha stun và burst dam để kết thúc được Havoc. Viper thì luôn luôn ở những cái vị trí để có thể thoải mái ulti và bắn. Bên thì không biết bao lần tự ngủ hoặc là ngủ đồng đội, ngủ đối phương để cứu. Nói chung là bên phía Rocket trận đấu này họ đánh rất là đồng đều và chưa có một vị trí nào, ví dụ như là họ ở Phoenix chẳng hạn, chưa có một vị trí nào như Phoenix anh giết được người nhưng mà miss kill thì liên tục. Sẽ tổ chức dồn boss chăng? Dire's bottom tower is under attack. Không đánh nhau rồi, bên phía Navi không chịu đổi nhiệt, họ nhả trụ. BKB được lên cho Luna rồi. Đúng là Butterfly thật, vâng, Butterfly cho Viper thì đúng là quá khó. Sub-Radiance rồi. Niềm hy vọng mong manh của Navi nằm ở cái Radiance này đây để farm và combat hỗ trợ nhau.
Centaur tăng cùng với Abaddon để ăn con Roshan này. Đây rồi, Forstack. Ui, Kuroki, tí xíu đã, mém tí xíu à. Mém tí xíu nữa. Em bờ đồ vẫn không đổi. Tiền thì có lên chứ đồ vẫn không đổi, cách đây khoảng 15 phút rồi. Lúng túng đi farm làm sao được cái Radiant đấy, chúng mày chỉ tao một chỗ farm cái Radiant. Chúng mày bảo kê tao farm rừng cái Radiant sao nào. Radiant's top tower is under attack. Anh ấy đã cẩn mẫn. Sắp có rồi, chúng mày bình tĩnh để anh farm Radiant đã, anh push. Đây rồi, mấy con hàng trẻ con đây, mất đàn trẻ con, bóp mũi trẻ con. Mày, chúng mày, chúng mày, chúng mày, nhanh lên. Bên phía Rocket sang Roshan là cướp Roshan, cướp Roshan, cướp Roshan. Cướp Roshan là cướp Roshan, cướp Roshan. Chém chói. Chưa được, Mekan mở lên. Sắp có Radiant rồi, một hai, một con nữa thôi. Một con nữa thôi. Đây rồi, Radiant đang bay ra rồi. Liệu anh có giải quyết được vấn đề gì không? Có Radiant rồi. Radiance, Radiance, 35 phút, Radiance, yeah, cho những Navi fanboy, yeah, Radiance, cho họ boss rồi. Bên phía Rockets vẫn đang lúng túng, chưa biết là sẽ làm gì, đã bật Mad Madness lên chạy vào rừng. Radiant được dịch ra là điện quang kiếm. Có Radiant này farm lên nhanh lắm. Radiant clear creep nhanh. Anh Roshan không lúng túng. Ở vô phạm rất là cẩn thận, anh nhìn đến phút đội hình đối phương thì anh mới lên farm đó, biết ngay mà. Không dám farm. Cứ biến mất cả bản đồ cái anh ấy lùi. Đội hình đối phương cứ biến mất anh ấy lùi. Anh lại vào rừng. Hai bên ngóng nhau, Roshan này ghê. Nó tiên thì mình lại lùi, mà nó tiên thì mình lại lùi. Rất căng thẳng. Bốn đồng đội của Hervos là Puppy, Dandy, Phoenix và Kuroki đang gồng mình lên tạo cái sự áp lực ulti tiêu của Spec. Có chuyện gì xảy ra không? Chém chói, mở BKB. Đây rồi, Hervos bỗng nhiên xuất hiện như một người hùng. Ulti, rồi ulti ngược, ulti là của Centaur, chém chói thành công. Ulti của Abaddon đã mở rồi, trong khi đó kìa Dandy đang mất máu, Dandy đang mất máu, Dandy đã chết rồi. Dandy đã chết rồi. Còn Hervos, Hervos sắp bị ulti của bên, ulti của Luna đấy nó xuống rồi, tất cả chạy hết đi, tôi khuyên tất cả chạy hết đi, đúng là như vậy, những pha chém chói không phải như vậy, họ không chạy, mà không những thế, họ còn đang giết người, cùng gem, không ai quan tâm cùng gem, thằng kia đâu, những pha chém chói liên tục, búa xét, búa điện của Phoenix, vâng, điện quang kiếm, à quên cái gì hào quang kiếm ở đây, điện quang là dành cho Radiant rồi, được lên cho Phoenix, búa xét. Hay là búa của thần Thor. Roshan has
Vâng, Hervos tất cả chỉ là dụ hàng. Tất cả là nó chỉ là ngụy biện thôi. Hervos chết nhưng hình như Daddy không chết trong tình huống vừa rồi vậy còn cầm được cả Aegis. Có vẻ như Daddy không chết. Hoặc là buyback hoặc như là đấy, để mình xem lại. Daddy buyback ở Daddy buyback. Mình nhìn rõ là chết rồi mà. Pha lên búa xét giật xét liên tục. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Hervos vẫn rất bình tĩnh đi farm. Không hiểu vì sao mà Hervos liên tục ulti và bay lên như một vị hùng, vị anh hùng. Liên tục ở những pha một mình anh bay vào cân team và sẵn sàng chết, nhưng đồng đội thì anh không muốn đồng đội chết. Người chơi carry người ta phải nghĩ được như thế. Farm được nhiều đồ để làm gì? Để chết. Để tập trung lượng đem vào người mình. Trong khi đó thì Luna mặc dù có BKB nhưng anh lại bật sớm quá. Luna có lẽ là cần lên hớt, mình nghĩ vậy. Hớt bởi vì lên cái hút máu thì không lên được hút máu cuối rồi, chỉ có một cái lựa sự chọn là hớt thôi. Dandy cầm gem và Aegis. Behold. Đây rồi, hai bên gặp nhau. Hai bên gặp nhau. Anh đầu sông, em cuối sông. Tôi nhìn thấy một pha silent bay vào, burst đem không chết và hồi máu lại rồi biến loạn tất cả để giết bên. Yo, what's up, go black. Four staff chạy đi. Four staff chạy đi. Bỏ lock lại của Dandy. Thế quái nào mà ông Poppy ở đâu ra được dominating mà. Bốn mạng chứ chết mạng nào bây giờ mình mới để ý. Từ lúc nào không biết. Quẩy luôn. Hervos vẫn như thường lệ. Không có gì là bất ngờ cả. Tiếp tục bài bắt ulti lên. Tiền mình nhiều mà. Tiền mình nhiều mà. Tê lê ơi không nhắc kìa. Rồi biến lặn thôi, giết được solo. Giết được Viper. Có bắt đầu fly khá cứng. Bị silent rồi không ulti được. Và như chúng ta thấy là vẫn như thường lệ. Đặc biệt là không có gì bất ngờ. Mình farm, mình giàu, mình có tiền mà. Có tiền, có quyền là mình có hết. Chơi ở vị trí carry lại còn giàu nữa. Hai cái việc ấy thôi là tôi thích làm gì được tôi làm. Anh chẳng có quyền gì để nói tôi cả. Radiant's middle tower is under attack. Anh chơi vì support mà anh giàu mà anh chết, còn khi có khi bị chửi. Tôi chơi vị trí carry, tôi đã giàu rồi, tôi thích làm gì là việc của tôi. Thằng nào cả tôi giờ? Thằng nào cả tôi? Lại, vâng, lại chém chói miss. Phoenix chém chói miss trận này đến 5 lần chưa? Từ đấy là mình nhớ đã là 5 lần chém miss chưa? Còn chưa cả những lần mình lia camera không chuẩn hay như nào đấy. Radiant tắt đi làm gì á? Tắt Radiant tắt đi thì là không còn Radiant nữa. Thì mình đã bảo rồi, đây là điện quang kiếm. Thế tắt điện đi thì cái kiếm là cái kiếm gì? Là cái kiếm thôi. Cái đơn giản như gì? Bây giờ không phải là cầm không có đầu trẻ thằng con ông Thor nữa rồi. Lấy cả kiếm của ông Thor rồi, có vẻ bá rồi đấy. Ember đã không biết là đây đi lấy đi xin hay đi mượn này này. Không có đầu trẻ rồi, anh chơi hẳn kiếm của bố rồi. Thò luôn. Việc đơn giản thôi, kiếm này ghi là một Johnny dịch ra kiếm của Thò. Còn kiếm mà chưa phải là kiếm này, kiếm bé hơn là kiếm của con Thô. Rất là đơn giản. Dịch ra dễ hiểu nữa mà.
Thôi thật ra nhảm xịt đấy thôi, nhiều bạn không thích nghe nhảm xịt, các bạn ấy thích phân tích trận đấu. Mình sẽ quay trở lại làm sao cho nó hài hòa cả hai bên. Lượng vàng chênh lệch lúc này Navi đã dẫn ngược lại, lật từ 7.500 xuống còn có 2.500, à lên hơn 2.500, vậy là khoảng cỡ 10.000 vàng lệch, 10.000 vàng lật trong khoảng tầm 15 phút vừa qua. Ember bay vào, bằng bắt vô. Rất đơn giản, bờ linh ra, ôi không kịp stun thì bị silent. Ulti là của Luna, bây giờ thì ulti là của Spec rồi. Ulti dùng của A để có thể cố gắng được, để có thể giữ được đội hình đối phương. Bắc đã dùng ulti, Daddy liệu có trợ giúp được gì không? Abaddon đã mở ulti rồi, anh ấy đang cố gắng để có thể giết được Hervos không? Hervos anh một mình cần team, các chú tránh ra, cướp được bọc giáp đến từ Abaddon và Kuroki đã sử dụng trên người của Hervos pha xó stab đi. Và dường như là hai bên mỗi người biết một người, tốt nhất là bây giờ giảng hòa. Ok, ta bị thương rồi, tất cả chúng ta bị trọng thương, lùi và dùng thuốc trị thương, sau đó thì mới ra đánh nhau tiếp. Hai bên giảng hòa, vẫn cay cú. Đèn đi vẫn cay cú. Được rồi, cuối cùng thì cũng thành công. Hai bên giảng hòa rồi. Ngày này tháng sau chúng ta đánh nhau tiếp. Trong khi đó thì AA vâng AA lên gậy đẩy, không phải chuyện xanh như thường thấy. Tại sao Dandy để chạy á? Dandy thật ra cái Aegis đấy, nếu như các bạn để ý bây giờ nó chỉ là 8 phút thôi. À đâu thì 6 phút thôi. 6 phút rồi, nếu bạn miss time một cái là trở thành một cái chết ngớ ngẩn. Ôi dồi, Centaur lên hết này, cũng phải cẩn thận. Thật sự thì bây giờ Centaur lên hết thì rất là khó giết. Ember đã đến nảy đem một con này như là BKB. Luna đã có Manta 3.200 tiền, anh sẽ lên Butterfly không? Đối đầu với lại Spec với Butterfly, sự lựa chọn hoàn hảo, chính xác. Sự lựa chọn hoàn hảo trong trận đấu này khi mà cả Ember và Spec đều phụ thuộc vào cái việc mà chẳng ai lên Monkey cả. Đối đầu Tay Boy, chơi Tay Boy thôi. Smoke chăng? Cấm Sentry ra. Mở Smoke. Tại sao mỗi lần mở Smoke anh nghe một thằng ho nhỉ? Mình cảm thấy rất là bệnh nhá. Mỗi lần cứ mở Smoke anh nghe một thằng ho mà không biết thằng nào ho. Đấy mà khó chịu. Giống như kiểu trong hội trường tự dưng ngửi thấy mùi mà không biết thằng nào. Rất là khó chịu. Vâng, bây giờ đi lùng sục nhau, hai bên đều đang ép len như thế này thì chắc chắn là không thể nào mà phát hiện ra nhau rồi. Ôm nhau say đắm. Luna đã lên Butterfly thì chắc chắn là sẽ mở BKB lên và anh ấy sẽ lao lên phía trước chứ còn không phải là ngại ngùng như xưa nhiều nữa rồi. Ulti lên trúng 5 con creep. Mình đếm đúng rồi. 4 con creep và một cái xe. Tổ chức ăn trụ rất nhanh, có Butterfly mà ngại gì. Biết đâu bất ngờ. Trận đấu này vẫn còn ngang kèo lắm. Dire's top tower is under attack. Spec lên hết rồi. Spec lên đúng đồ kiểu hở vô rồi. Chúng mày vào đánh tao đi. Chúng mày vào đánh tao đi. Xong rồi tao gọi đội đánh chúng mày. Đúng kiểu lên đồ hết xong rồi Vanguard, Blade Mail có mỗi cái Radiance là gọi là đem. Chém chói. Không chói, chỉ chém thôi. Không có Roshan, đang check Roshan. Check Roshan. Úi ôi, sao hên vậy? Sao hên nhở? Vừa vào cái Roshan nó chui ra liền. Abaddon đã mua gem. Vẫn rất căng thẳng, trận đấu này quyết định phần số phận của cả hai team này là
Navi sọc vào rồi. Bên kia, Rockets vào đây. Rockets, đừng làm tôi thất vọng. Rockets, YOLO bay vào đi. Yo, bay vào. Phát hiện ra rồi, bay vào thôi. Thằng anh còn ở đây farm creep làm gì. Bay vô. Đây rồi, phát hiện ra rồi. Yêu quái xuất hiện. Không được, đang đắn đo. Cả hai bên đều đắn đo. Còn Rorschach ở giữa chúng mày cút đi rồi ấy. Nhà của tao ấy, chúng mày cứ chui vào đây làm gì. Đánh lộn ra chỗ khác chơi. Thế con. Đánh lộn ra chỗ khác chơi. Thằng nào vào đây, anh quánh hết. Bây giờ đuổi rồi, đuổi. Cút. Dandy đang bắn ọp ra. Trời ơi, chúng mày hư quá. Rất khó chịu. Ơi, chói nó sàn kìa. Thằng nào chói anh. Anh đi tìm, thằng nào chói anh đi tìm biết ngay mà đi tìm phát nick. Thằng chói anh, được rồi anh đi về đã. Bọn này rắc rối quá. Bên nào bay vào trước đi. À, Viper đang bay vào trước. Vẫn là con Rosa này hồi máu nhanh hơn là ở dưới dốc này thì không có lợi thế. Spec vẫn đang đi farm được mà, ai cản được anh, có gì anh ulti thôi. Trời ơi, đánh nhau đi cho creep đỡ khổ, chúng nó đang đánh nhau kìa. Trời ơi, khổ quá mấy con creep bởi vì ta bị ép phải đánh mày. Thật ra đang đợi bọn kia đã end game. Một pha chém chó thành công, bay vô. Chưa vô, vẫn chưa vô. Roshan bảo mệt chúng mày quá. Mở BKB. Cứu Roshan. Bây giờ ulti của Spec. Luna đã được Roshan rồi. Không, vâng, Roshan của Luna, ulti được của Luna rồi. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy Spec vẫn chưa chết. Luna vẫn còn Aegis. Luna sẽ quay trở lại pha đổi máu. Sẽ tao chuẩn bị chết rồi. Pha dồn đem xuống. Phần ấy không xuống. Bởi vì Spec chết rồi. Một pha chém chói vẫn còn tí máu. Dồn xuống. Không dồn xuống. Vâng. Bên phía bên này. Một pha blink đi để né được ulti của Viper. Chỗ đấy là for stop xuống. Nhìn thấy rồi. Thằng này đứng lại. Vâng. Vậy là ơn. Một beam. Không blink được rồi. Beam nữa. Không cần beam. Đổi máu rồi. Ở đây đang bay đi. Trong khi đó thì vẫn như thường lệ mà không có gì đặc biệt. Một pha ulti né được không. Blink đi rồi. Dandy blink được đi rồi. Ông này thằng xe tao vừa ở đây còn thiếu cái gì không? 1 2 3 4 5 thiếu nhịp nào? Không thiếu nhịp nào. Vậy thì dịch dưới ulti của Viper. Một pha chém chói né được không? Một pha tụt. 1 2 3 4 5 thì thiếu 3 nhịp. Nhịp 1 là của Hervot. À không, anh thiếu cái wow ấy. Giàu có quyền, có tiền là có quyền. Thằng nào đánh nhà anh, thằng nào đập cổng nhà anh, thằng nào bấm chuông bây giờ chạy, thằng nào bấm chuông bây giờ chạy hả? Thằng nào vừa bấm chuông rồi chạy rồi à? Gọi đội rồi. Rất hồi hộp. 50 rồi. Thật ra thì Viper với lại Viper Luna là khỏe quá. Vào đập trụ. Một pha blink vào. Tun trượt, cướp được. Mở BKB. Bắn trụ đỏ rồi. Ăn Racksmith rồi. Ăn Racksmith đơn giản, mở BKB bắn Rack rồi. Luna nó phá nhà thì đừng hỏi. Một pha blink ra tun như xem tao. Nhưng rất đáng tiếc anh chỉ là Rubik. Thôi xong, thế là Racksmith. Thế là Racksmith rồi. $5,000 cho Luna. Her boss lên đồi bảo chúng mày đánh tao đi. Kiểu gì tao cũng chết trước rồi, đánh tao đi. Này có chết cũng không bị mang tiếng là phế vật được không? Tôi lên đồ tăng, nhiệm vụ của tôi là tăng mà tôi đã làm tăng thì tôi phải chết. Cái nhiệm vụ của tôi như vậy. Tất cả tại thằng Phoenix là chưa lên đủ lên đồ đem để có thể giết người này. Sen tàu quá cứng lên được hết rồi. Lên được cả Vlad để tăng đem. Ui dồi ôi, 400 đem kìa. 400 đem từ luôn. Cộng tròn thế. 200. Trời ơi, 400 đem, còn gì nữa.
Còn gì nữa? Một lại được thêm cả cái vỏ lạt nữa. Rồi ơi. Hai bên sở mốc, anh đầu sông, em cuối sông, hai bên gặp nhau, bóp búa xét vào đầu. Vâng, thôi chết rồi, thò lò đuôi chuột. A a ơi. Vâng, đồng đội của anh xuất hiện. Spec. Yo bị một pha ngủ lại. Stun quá đẹp. Ulti của bên. Ulti của Sep tao, tôi chết ulti của Luna rồi, mở pai rồi, chắc chắn pha combat này Herbos sẽ phải nằm xuống. Bắt đang cố gắng để ulti được con ruồi, liệu có thể giải quyết vấn đề này không? Herbos không lên được đồi, pha blink ra stun hỗ trợ được của Goroki không giải quyết được vấn đề gì cả. Bây giờ thì Dandy đang cố gắng bắn off nhưng coi như không ai chết. Ôi, Luna buyback. Không có Ember, không có spec. Có buyback không? Không có Ember, không có buyback. Spec không có buyback. Zi. Dire's top tower is under attack. Zi. Lại Blink ra stun đi đúng rồi. Goroki vẫn nghèo của tỏi. Zi. Rơi nhuống nhánh thua rồi. Navi ơi, Blink ra vâng. Silent đứng bắn để chạy. Không quan tâm lắm. Biến gà biến lợn gì để gọi bởi Hervos. CZ well play. Nhánh thua. À, 12 trận mình cast Navi thì Navi mới win được có hình như 2-3 trận. Trận này là 12 trận thua của Navi khi mình bình luận này. Hình như thắng là có mỗi một trận đấy ra. Thắng là mỗi một trận hay 2 trận gì đấy. 14 trận là mình bình luận solo Navi 14 trận này. Navi thua 12, thắng 2 trận. Shit. Vẫn chưa chết bạn nào. mình bình luận 14 trận của Navi solo thì 12 trận Navi thua. Well. Vừa rồi là phần stream bình luận của Pew Pew trận đấu giữa Navi Rockets. Vòng bảng cũng là trận đấu cuối cùng vòng bảng của cả Navi Rockets, phần thắng game với phía Rockets. Rất là cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Trận đấu tiếp theo sẽ được diễn ra, đó là trận đấu giữa EG và IG. EG là của châu Âu và IG là của Trung Quốc. Trận đấu sẽ được diễn ra sau một vài phút nữa. Rất cảm ơn các bạn một lần nữa nếu như các bạn click vào fanpage của mình ở dưới và các đường link banner quảng cáo. Hãy làm ơn làm điều đó.